Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain, người có nhiều duyên nợ với Việt Nam, hôm mùng 5 tháng 3 nói rằng chuyến thăm Đà Nẵng của tàu sân bay USS Carl Vinson là bước tiến lớn trong quan hệ Hà Nội-Washington giữa lúc cả khu vực bị Trung Quốc đe dọa. Ông John McCain lên tiếng đúng ngày thành phố nổi của Hoa Kỳ thả neo ở cảng Tiên Sa thuộc thành phố biển miền Trung hướng ra Biển Đông. Chuyến cập cảng lịch sử ngày hôm nay của USS Carl Vinson ở Việt Nam cho thấy bước tiến lớn mà hai nước đã đạt được trong quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng một mối quan hệ đối tác gần gũi. Nó cũng cho thấy sức mạnh gia tăng trong các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở khu vực ngày càng bị đe dọa bởi sự bành trướng, gây hấn và phản đối trật tự quốc tế dựa trên luật lệ của Trung Quốc. Nhà lập pháp thuộc phe Cộng hòa đại diện tiểu bang Arizona nói, gần như toàn bộ các bài viết của các hãng thông tấn nước ngoài về chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày của USS Carl Vinson đều nhắc tới Trung Quốc, nhất là vấn đề Biển Đông, trong tương quan của mối quan hệ Hà Nội và Washington. 3 ngày trước khi hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc không phản đối các trao đổi và hợp tác thông thường giữa các nước, kể cả tương tác quân sự, nếu đó là các hoạt động thông thường, theo Reuters. Hoa Kỳ là một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn và có trách nhiệm quan trọng đối với hòa bình, an ninh thế giới. Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong khu vực và là láng giềng tốt của Trung Quốc, bà Hoa nói thêm. Tất nhiên, chúng tôi hy vọng sự trao đổi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng thay vì tạo bất ổn nhằm bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Trung Quốc hy vọng giao lưu Việt-Mỹ lần này là một hoạt động thông thường và mang lại lợi ích cho khu vực.